Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay thì sẽ là một bật mí nho nhỏ dành cho các bạn, sẽ là một màu sắc cực kỳ thú vị. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại, vỡ rồi mà có được đâu. Đến chương trình hôm nay mình nghĩ sẽ là có rất nhiều thử thách cho mình, nhưng mà mình nghĩ là thử thách nào mình cũng sẽ vượt qua được thôi. Kể một câu chuyện cười, nếu anh MC cười thì bạn thắng, nếu anh MC không cười thì bạn thua. Không cười luôn rồi, chết tôi rồi. Em ăn chanh được cho nó tẩy rửa. Quý vị khán giả ơi, nhớ mở tivi ra xem chương trình Ai Đến Hôm Nay vào ngày thứ sau. Mở lịch ra xem thì đúng vào 17 giờ ngày mùng 7 tháng 10. Nhớ nhé.